Con
biết làm sao hả con? Ba ơi, nếu thương con thì xin ba hãy về đi ba. Ba về thì đành rồi, nhưng mà nhìn con đau khổ như vậy, ba cầm lòng không đặng con ơi. Còn nếu như bắt con về thì... Không được đâu ba ơi, con không thể về với ba được đâu. Vì của hồi trả một thì phải đền mười. Gia thế mình bây giờ thì ba cũng biết rồi đó. Bán cả nhà cửa ruộng vườn thì ba đâu có ngại, nhưng ba chỉ ngại miệng đầu tay tim thị phi, nó sẽ kéo dài muôn thuở. Con gái của chồng mà bị trả về là thứ gái ư, ba làm sao chịu nổi sự dục giả mẹ con. Ba ơi, nhưng con không hề hư thân mất nết ba. Chuyện đó thì mình biết, chứ thiên hạ đâu có hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu lỗi sự dẹp pha với căn bệnh già nay ốm mai đau như gàn cân treo sợi tóc. Rồi mai mốt tháng xuân cử tuyền, Bà làm sao có mặt mũi nào mà nhìn ông bà đấy hả con? Thôi ba về đi ba ơi, con không thể về với ba được đâu ba ơi. Con xin ba hãy tha tội cho con bất hiếu. Thôi thì cuộc đời có mấy năm, con ơi, con hãy ráng chịu đựng cho qua cái kiếp này nghe con. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng thân mình. Ba không còn cách nào để cứu con rồi con ơi. Ba về nghe con. Ba, xin ba, ba ơi xin hãy nhận con một lại này coi như là báo hiếu. Đứng lên đi con. Ba về, không biết chừng nào ba mới gặp lại con đã lon ơi. Miệng đời ác lắm con ơi, con ráng cẩn thận giữ gìn, đừng để gia đình mình mang tai tiếng nghe con. Ba về. Ba về. Ba. Trời đất mênh mông mà con theo dõi một cái trích đoạn vô cùng lâm ly vi đát. Cảm ơn em gái Hồng Loan nha.